Chuyên mục ẩm thực Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, với nguồn cá dồi dào, phong phú ở trên lòng hồ Ảng Cang, thì đồng bào dân tộc Thái sinh sống ở ven hồ nơi đây thì đã có rất là nhiều cách chế biến để tạo nên những món ăn từ cá rất là hấp dẫn. Trong đó phải kể đến là món pa pho. Pa pho tức là tiếng của đồng bào dân tộc Thái. Chúng ta hiểu đây chính là một món cá được gói trong lá chuối cùng với các loại gia vị và sau đó sẽ đem đi vùi trong tro cũng như là than nóng. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về món ăn hấp dẫn này qua sự giới thiệu của anh Quang Hương. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Chào lại chưa đợi hình. Anh ơi, để làm được cái món pa pho này thì cái nguyên liệu là nhất định là phải là cá rồi anh nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà cá thì chúng ta sẽ lựa chọn là cá nhỏ như thế này hay là cá to thì có làm được không anh? Không, cá to thì mình nướng kiểu cá bình tốp. Chọn món cá pa pho này của người dân tộc của Thái đen ấy, phải chọn những cá vé như thế này thì nó mới dừ mà nó mới xương, nó còn vé nó mới ăn được, nó mới hợp. Nó sẽ nhừ được cả con đúng không ạ? Đúng rồi. Những cái con đấy, cá có thể nhừ được không? Anh Vương ơi, em thấy là để làm được cái món pa pho này thì em thấy cũng có rất là nhiều rau, gia vị, nguyên liệu ấy, thì mình cần có những cái loại nguyên liệu như thế nào anh nhỉ? Nói chung thì làm món pa pho này của người Thái thì cũng cái này thì món này thì rau gai, húng, xong rồi hành lá xả này, xong đá gừng này, đá chanh này, xong củ tỏi này, ớt tơi nữa. Ngoài ra còn có muối này, tẩm mì này, xong là có mức khén này, hạt tiêu này, trộn vào. Chúng ta sẽ thái nhỏ tất cả cái loại rau thơm này ra anh nhỉ? Đúng rồi. Cái rau này hái trên rừng thì chỉ mùa này mới có thôi chứ anh đúng nhỉ? Đúng rồi. Mùa này thôi đúng không? Đúng rồi. Đến mùa của nó mới có. Vâng. Cho đá gừng đá này vào nó mới thơm. Cá vào đúng không? Đúng rồi. Đổ hết cá vào đây. Đúng rồi. Cho một chút muối trắng hoặc bột canh anh nhỉ? Hạt tiêu này. Hạt tiêu. Xong rồi đến vỏ mắc xém này. Là chúng ta tiến hành trộn đều. Tiến hành trộn đều. Lúc trộn như này em đã thấy rất là thơm rồi. Bởi vì dùng rất là nhiều gia vị cho món ăn này ấy anh ạ. Phải trộn đều. Vâng. Nó đều mì đều muối. Vâng. Các gia vị của nó mới đều nhau. Như thế này ra. Bây giờ chúng ta sẽ vùi cái gói pa pho. Vùi cái, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy, mình để thế này sang 15 phút sau. Xong mình có thể lật lên, cho bên dưới lên trên, bên trên úp xuống thì có thể nó chín. Thế là quá trình vùi cho này sẽ khoảng 30 phút. 30 phút, đúng rồi. Sau 30 phút thì cá chín, bây giờ mình với rô ra. Vâng. Xong sẽ sắp lên đĩa. Vâng. Thưởng thức món pa pho. Quý vị và các bạn thân mến, qua sự chia sẻ của anh Hương thì chúng ta đã có được một món cá rất là hấp dẫn. Và điểm mạnh của món ăn này đó chính là hạn chế được dầu mỡ. Và chúng tôi hy vọng được là từ cái công thức này quý vị có thể chế biến cho gia đình mình món ngon vào cuối tuần. Và nếu như có dịp ghé qua lòng hồ Ảng Cang của huyện Mường Ảng thì mời quý vị hãy đến đây cùng với bà con nhân dân để được thưởng thức món cá này. Chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.